xin chào quý vị khán giả của Bosa TV. Hôm nay là ngày rằm 15 tháng Giêng âm lịch, là ngày lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa. Hôm nay xin mời quý vị khán giả của Bosa TV cùng tôi dạo một vòng khu quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để xem cái ngày lễ Tết Nguyên Tiêu tổ chức như thế nào nhé. Dạ thưa, đây là ngã ba đường Trần Phú với đường Trần Hưng Đạo thuộc phường 7 quận 5. Và điểm đầu tiên mà Nhân giới thiệu trong buổi sáng ngày hôm nay đó là trung tâm văn hóa quận 5. Thì năm nay thì trung tâm văn hóa quận 5 cũng không có tổ chức lễ Tết Nguyên Tiêu, do là thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng Covid-19 gây ra. Cho nên là lễ hội năm nay phía trung tâm văn hóa quận 5 có thông báo rằng là không có tổ chức, chỉ có tổ chức là xe hoa diễu hành mà thôi. Thì bây giờ xin mời quý vị xem những cái hình ảnh đầu tiên về đoàn xe hoa rời khỏi trung tâm văn hóa quận 5 để đi diễu hành. Để cầu xin một năm bình an, khỏe mạnh và phát tài phát lộc. Nội dung lễ Nguyên Tiêu ba trạng đặc sắc và phong phú được tổ chức tại gia đình và các hội quán như có lưa thưa một hai khách này đến đây để mà chụp hình ở đây mà thôi. Đây là cái biểu tượng đèn lồng rất là lớn. Thì ngày Tết Nguyên Tiêu, đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một cái tập quán và là tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở tại quận 5. Thỉnh thoảng cũng có tới đây dự Tết Nguyên Tiêu chứ. Chú cảm nhận không khí của năm nay so với năm trước như thế nào? Ôi, nó khác xa một trời một vực. Mọi năm phải nói ở đây là giờ này là đông nghẹt, rồi múa lân đoàn này đoàn kia, dân đi vô đây giống như chảy hội vậy. Năm nay vì tình hình dịch bệnh nên không ai đi hết trơn, hạn chế đến mức thấp nhất á. Ai cũng sợ bệnh. Hồi sáng giờ có cảm nhận là đi vô đây là thấy vắng, không có ai, nhưng mà mình cũng có gửi xe vô thẳng mình vô lễ hội, thấy ở đây cho người ta đang họp hội gì bên trong đây nè. Rồi có nhờ mấy chú bảo vệ đây cho mình chụp vài tấm hình để lưu niệm đó, để nhớ cái ngày Tết Nguyên Tiêu á. Chứ năm nay là không có lễ, không có Tết gì hết trơn á, chỉ là tưởng nhớ thôi, chứ ai cũng ngại dịch quá nên không ai dám đi. Mỗi năm là đi lung tung, đi bạn bè, rồi người thân ở xa, rồi anh em, rồi đi chùa Bà Bình Dương chẳng hạn. Giống như hôm nay nè, là ngày Bình Dương là có múa cù, năm nay là người ta đi vòng vòng chợ Bình Dương đông lắm á, nhưng mà năm nay không dám đi, hạn chế, mà chưa chắc là Bình Dương có mở cửa nữa đó. Năm nay nói chung giờ buồn lắm. Đăng ký rồi 21 thành viên trong đoàn bạn bè anh em với xui gia, nhưng mà vì tình hình dịch bệnh nên bỏ 21 vé luôn, không ai đi cả đó. Khó khăn quá, năm nay quay về Bắc thì Bắc Giang rồi Chí Linh, Hải Dương rồi Hà Nội, mỗi nơi 1-2 ca, 5-10 ca, mình đâu có dám mà đi đó, tại vì mình còn gia đình này nọ đó, về mình lây cho cả gia đình thì thôi khó lắm. Thành ra năm nay hạn chế tới mức gọi là thấp nhất, cứ đi vòng vòng hai chồng đi ăn, cũng đi quán cũng vắng mới vô,
giờ uống gì cũng vậy, đi chơi chạy vòng thì mình không tính nổi, chứ chỗ nào mà tập trung đông người thì không đi. Đó, vậy thôi. Cảm ơn chú. Mỗi năm thì quận 5 cũng lễ đồ Tết đồ cũng vui lắm. Mà năm nay thì bị dịch bệnh nên là ít có ai mà dám đi chỗ đông người. Đó, mình đi thì đi cũng là hạn chế. Thì nói chung do tình hình nó vậy thì nó cũng bớt vui đi. Đến đây thì thấy xe hội hoa thì chạy vòng thì thấy là vui lắm. Nhưng mà không có đông như mọi năm. Mỗi năm là đi đủ nơi đó. Năm nay không đi. Đi Lý Sơn đồ. Đi đủ hết trơn rồi. Định nay là đi tới đi hướng Đông Bắc với lại cái gì Vịnh Hạ Long á. Mà giờ ngay cái điểm mà mình đi thì lại bị dịch. Mong muốn thì dịch bệnh nó mau qua khỏi, để mà nhân dân an lòng, để mà cố gắng là làm lao động tốt, với lại có tiền để mà vui chơi năm sau. Cảm ơn cô. Đoàn xe hoa của Trung tâm Văn hóa quận 5 đã vào một đã về đến đây. Tuy là không có tổ chức nhưng mà đoàn xe hoa thì vẫn diễu hành sáng 9 giờ và buổi chiều sẽ diễu hành thêm một lần nữa. Địa điểm thứ hai Nhân Quân giới thiệu đến quý vị đó là khu vực chùa Bà Thiên Hậu quận 5. Các quay cảnh điều hiu vắng khách tham quan ở khu vực trung tâm văn hóa quận 5 vào sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Tết Tân Sửu năm 2021. Thì khu vực chùa Bà Thiên Hậu cũng ở trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh có vẻ nhộn nhịp hơn, đông khách đến chiêm bái hơn. Nào bây giờ xin mời quý vị khán giả Phú Mua Sa TV cùng tôi dạo một vòng tham quan ở khu vực chùa Bà Thiên Hậu nha. Thank you.
Mỗi năm ở đây đông không chú? Nó đông lắm rồi đó, Việt kiều này kia vô nhiều lắm, giờ nó cấm rồi. Nó không có vô. Hạn chế hết trời. À. Mỗi năm đến đây đông không? Đông. Năm nay vắng đỡ rồi. Dạ. Chứ mỗi năm đông á. Dạ. Yeah. Thì Tết Nguyên Tiên năm nay so với năm trước thì có vắng hơn tí xíu vì lý do là tình hình dịch bệnh, cho nên mọi người cũng ngại đến những nơi đông người, nên là năm nay thì bớt đông hơn so với những năm trước. Năm trước đông hơn nhiều. Nói chung riêng bản thân tôi thì đến đây cũng cầu nguyện cho gia đình được năm mới bình an, làm ăn phát tài, và cũng cầu mong cho tất cả bà con, tất cả những người trên đất nước Việt Nam và trên thế giới là một năm mới an lành và đại dịch Covid mau chóng qua đi, để cuộc sống trở lại bình thường và phát triển tốt cho xã hội. Thank you.
năm nay là năm mỗi năm nó cũng ba cái vụ về dịch dịch thì nó bán hơi chậm rồi, cũng là dài sống qua ngày được. Chùa Bà Đông nhưng mà có vụ khai báo thì cũng hạn chế. Chùa Bà lúc nào cũng đông, chùa ông á. À, tình hình năm nay dịch Covid á ít hơn năm ngoái anh. Ví dụ mỗi năm thì 1 triệu người, năm nay chắc khoảng 500 tới 700 người anh. Mỗi năm đó là Tết Nguyên Tiêu tới 5 giờ chiều, mà năm nay dịch Covid á anh ta không là làm lễ hội Nguyên Tiêu. Mỗi năm chú hay có đi chùa ở đây không? Năm hỏi năm đông quá. À, đông quá. Đông quá, mình năm nay vắng vắng thì đi được. Dạ. Năm đứng ở ngoài không à. Ờ, thì năm trước thì chưa có, trước Tết thì chưa bị bệnh dịch đó, thì nó đông. Còn năm nay bệnh dịch trước Tết thì nó ít người á. Dạ. Người ít hơn năm trước. Dạ. Cầu cho gia đình mạnh khỏe, đầu năm đến cuối năm gặp quý nhân giúp đỡ. À, rồi giúp mà cầu may mắn gặp cái bằng sức khỏe dồi dào trên hết. Xin lấy tụ thắng tụ phát sai. Là gì con? Là cũng như là năm mới á, dồi dào sức khỏe. Yeah. À, năm mới phát tài. Yeah. À, cầu có sức khỏe gì đó giái bà Thiên Hậu đó, cũng như là mình bây giờ đầu năm á, mình bữa nay gần tháng Giêng nè, mình lại mình cúng bà Thiên Hậu phù hộ độ gia đình. À, bình an mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi đó. À, về đó là một vài hình ảnh ở tại khu Người Hoa quận 5 trong ngày Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng âm lịch. Tôi là Minh Nhân, cộng tác viên phố Bô Sa TV, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.